Tăng kích thước và sức mạnh cho cơ bắp là điều mà bất cứ gymmer nào cũng đang hướng đến. Cơ bắp to và khỏe giúp bạn cải thiện được mức tạ tốt hơn. Và dưới đây là cách tăng kích thước và sức mạnh cơ bắp mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Tập đúng động tác và đúng tư thế. Tư thế thực hiện động tác khi tập tạ rất quan trọng. Khi bạn đạt được tư thế chuẩn, các cơ sẽ vận động theo đúng theo cách mà bài tập hướng tới. Nhờ đó, cơ bắp của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn và bị phá hủy nhiều hơn. Đây chính là cơ sở để cơ thể bạn sau đó tái tổng hợp protein, làm cho vùng cơ bị phá hủy phục hồi và cơ bắp sẽ trở nên khỏe và to nhanh hơn. Kể từ nay khi tập gym, bạn hãy nhờ huấn luyện viên hoặc bạn tập của mình chụp lại tư thế, sau đó bạn hãy so sánh với tư thế chuẩn trên mạng, kể từ đó đánh giá về khả năng của mình. Mở rộng tối đa phạm vi chuyển động của cơ. Nhiều người thường tập nhưng không mở rộng tối đa phạm vi chuyển động của cơ. Điều này rất phổ biến như khi tập squat nhưng không hạ thấp cơ thể tới mức tối đa, hoặc tập ngực nhưng không đưa thanh đòn chạm ngực. Việc đưa thanh đòn xuống thấp sẽ giúp cơ thể kéo giãn tối đa và sẽ đạt được trạng thái yếu nhất. Nếu bạn vượt qua đồng nghĩa với việc cơ bắp sẽ ghi nhớ chuyển động và dần trở nên khỏe mạnh hơn. Vì lý do này, kể từ nay khi tập tạ, hãy nên cố gắng để cơ bắp phải chuyển động, kéo giãn hoặc co lại tới mức tối đa. Liên tục thay đổi động tác. Sai lầm phổ biến nhất dẫn đến việc không tăng cơ ở người tập tạ chính là việc không cải thiện mức tạ tác động tới cơ bắp. Biểu hiện phổ biến chính là việc tập luyện một vài động tác cho một nhóm cơ. Để thay đổi điều này, bạn nên đa dạng các động tác của cơ bắp như thay đổi phương pháp tập luyện để tăng cơ hoặc thay đổi động tác khi tập luyện. Nên biết điểm dừng. Tập luyện quá nhiều số lần cao sẽ khiến cơ bắp của bạn chuyển sang chế độ hoạt động bền bỉ chứ không tăng sức mạnh. Biết điểm dừng sẽ giúp cơ bắp của bạn đạt đến đúng điểm phát triển sức mạnh chứ không bị chuyển sang trạng thái tập luyện bền bỉ. Theo các huấn luyện viên về thể hình, bạn nên dừng tập ở số lần từ 4 đến 6 lần để cơ bắp có được sự phát triển mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, biết điểm dừng cũng bao gồm cả việc bạn nên dừng tập khi đạt số lần tập trong tuần. Bạn nên tập mỗi nhóm cơ tối đa 2 lần một tuần để cơ bắp đạt được sự phát triển tốt nhất. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Khi tập nặng, các sợi cơ sẽ bị phá hủy và cần thời gian để phục hồi. Do đó bạn cần để nhóm cơ tập nặng nghỉ ngơi. Nếu liên tục tập nặng, khả năng phục hồi của cơ sẽ thấp, bạn sẽ không thể to lên, thậm chí dẫn đến chấn thương. Thời gian các nhóm cơ nghỉ ngơi sau khi tập được các chuyên gia khuyến nghị là từ 36 đến 48 tiếng. Chất đạm là nguyên liệu của cơ bắp. Việc bổ sung chất đạm sau khi tập là chìa khóa để có những cơ bắp to lớn và khỏe mạnh. Theo khuyến nghị, bạn cần bổ sung từ 2 đến 3 gram chất đạm trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày để cơ bắp có thể phát triển. Càng tập nặng, bạn càng phải bổ sung nhiều chất đạm. Ví dụ, nếu bạn nặng 50 kg, bạn sẽ cần từ 100g đến 150g chất đạm mỗi ngày để cơ bắp phát triển. Bên cạnh đó, bạn cũng cần bổ sung thêm các vitamin, muối khoáng để hoạt động trao đổi chất không bị rối loạn khi nạp quá nhiều chất đạm. Testosterone được coi là hormone giúp nam giới khác biệt với nữ. Loại hormone này kích thích các đặc điểm của phái mạnh như thúc đẩy nhu cầu sinh dục, kích thích sự hình thành của cơ bắp và duy trì sức mạnh của các nhóm cơ. Dưới đây là cách tăng hormone nam tự nhiên giúp tăng cơ nhanh chóng cho các bạn. Đầu tiên là tăng cường tập nặng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc nâng tạ nặng sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều testosterone hơn nhằm kích thích cơ bắp phát triển đáp ứng với tạ nặng. Vì lý do này, bạn nên tìm đến phòng gym 3 lần mỗi tuần. Chú ý tập tạ nặng với những nhóm cơ lớn như cơ ngực, cơ đùi, cơ xô. Thực hiện các bài tập nâng tạ trong vòng 30 phút sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều testosterone nhất. Giảm căng thẳng. Căng thẳng dài hạn làm tăng nồng độ hormone cortisol dẫn đến sự giảm testosterone. Hai hormone này làm tam giảng trái ngược nhau. Khi cái này tăng lên thì cái kia sẽ giảm xuống. Sự căng thẳng hay cortisol cao làm hấp thu thức ăn dẫn đến tăng cân và hình thành chất béo có hại cho cơ thể. Tình trạng này có tác dụng tiêu cực đến hormone testosterone. Vì vậy, bạn phải cố gắng giảm các tình huống căng thẳng lặp đi lặp lại trong cuộc sống, ngủ ngon mỗi tối, sống lạc quan, vui vẻ và cân bằng mọi việc. Làm được điều này, tức là bạn đã tạo điều kiện cho cơ thể sản xuất nhiều testosterone hơn. Ăn uống lành mạnh. Ăn vặt, ăn quá nhiều tinh bột khó có thể làm tăng cường testosterone. Áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh với 4 nhóm dinh dưỡng cơ bản bao gồm ít tinh bột, giàu protein và chất béo lành mạnh sẽ giúp cơ thể tiết testosterone dễ dàng hơn. Bạn cũng cần bổ sung đầy đủ vitamin, đặc biệt là vitamin D, bởi loại vitamin này rất quan trọng với quá trình sản xuất testosterone. Ngủ đủ giấc. Những giấc ngủ ngon là vô cùng quan trọng đối với mức độ testosterone của bạn. Tương tự như chế độ ăn uống khoa học hay tập thể dục, thời lượng giấc ngủ lý tưởng khác nhau tùy thuộc theo từng người. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy thời lượng ngủ chỉ từ 5 giờ mỗi đêm có thể làm giảm 15% nồng độ testosterone. Còn theo một số nghiên cứu dài hạn khác, những người chỉ ngủ 4 giờ mỗi đêm thì nồng độ hormone sinh dục nam sẽ tụt đến mức thấp nhất. Trung bình, cứ sau mỗi giờ ngủ thêm, nồng độ testosterone tăng khoảng 15%. Mặc dù có một số người cảm thấy ít ngủ sẽ khỏe hơn, nhưng nếu thời lượng ngủ khoảng 7 đến 10 giờ mỗi đêm sẽ đem đến một sức khỏe chắc chắn, tăng cường nồng độ testosterone tự nhiên mà chẳng cần phải dùng đến thực phẩm bổ sung gì cả. Và cuối cùng, xây dựng lối sống lành mạnh. Một lối sống hợp lý cùng chế độ sinh hoạt tình dục lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ hormone giới tính và testosterone. Ngoài ra, rượu và các chất gây nghiện cũng có khả năng làm giảm nồng độ testosterone.
Ngược lại, sự vui vẻ, hạnh phúc và thành công giúp cải thiện tâm lý và testosterone ở nam giới. Vừa rồi là những chia sẻ của mình. Còn bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym giá rẻ thì hãy kích vào đường link dưới mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.